Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và cả nước hôm nay. Tại Ninh Bình, hôm nay trên địa bàn tỉnh có 14 ca bệnh xác định mới, trong đó có 3 trường hợp là ca mắc tại cộng đồng ở huyện Gia Viễn. Hiện toàn tỉnh có 155 ca bệnh xác định đang điều trị. Sở Y tế Ninh Bình vừa có văn bản về việc ra soát tiêm vaccine phòng COVID-19 Sputnik V mũi 2, cho các đối tượng đã tiêm mũi một vaccine phòng COVID-19 Sputnik V trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề nghị toàn bộ người dân trên địa bàn tỉnh đã tiêm mũi một vaccine phòng COVID-19 Sputnik V mà chưa tiêm mũi 2, liên hệ ngay với Trung tâm Y tế huyện, thành phố để đăng ký tiêm trước ngày 29 tháng 11. Thời gian triển khai tiêm vết mũi 2 đến hết ngày 29 tháng 11 năm 2021. Tại Việt Nam, bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, hôm nay cả nước có 11.811 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố. Trong ngày có 25.951 trường hợp được công bố khỏi bệnh. Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là khoảng 113 triệu liều.